Ninh Nhị, tiên sinh đừng sợ, có ta ở đây. Tiên sinh, không sao rồi. Tại sao? Ta xấu xa như vậy, tại sao cô vẫn mềm lòng? Cô nên rời đi mới phải. Cô không nên ở lại đây. Bây giờ muốn đi, e là đã muộn rồi. Muộn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.